Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Spiral được sản xuất tại Sớt ổ Pakistan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về sản phẩm Spiramide cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Spiranolactone, Furosemide. Chỉ định: sản phẩm được sử dụng với bệnh nhân điều trị suy tim sung huyết, tăng huyết áp vô căn, sơ gan. Phù do sơ gan và suy tim sung huyết. Chẩn đoán và điều trị cường andosterone nguyên phát. Điều trị phù do cường andosterone thứ phát hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng. Chống chỉ định. Suy thận, suy thận cấp, giảm chức năng thận, vô niệu, tăng kali máu. Quá mẫn với spironolactone và furosemide. Tương tác thuốc. Không dùng với chế phẩm chứa kali, thuốc giữ kali máu cần chỉnh liều glycoside tim khi dùng chung. thận trọng khi dùng với ức chế men chuyển, amiloride, triamteren, carbamazepine, lithium. tác dụng phụ: phi đại tuyến tiền liệt, phi đại tuyến vú ở nam, rối loạn tiêu hóa, ngủ gà, phát ban, rối loạn kinh nguyệt, ủ tai. chú ý đề phòng khi sử dụng. theo dõi định kỳ điện giải trong khi điều trị thận trọng trên bệnh nhân có tiền sử suy thận, bệnh gút, bệnh gan, phi đại tuyến tiền liệt, sơ gan đang sử dụng thuốc lợi tiểu mạnh khác. Phụ nữ có thai và cho con bú không dùng. Ngưng thuốc khi có tăng kali máu. Liều lượng. Liều dùng 1 đến 4 viên mỗi ngày tùy đáp ứng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Spiral Midi đồng thời biết cách sử dụng Spiral sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.